chào mừng các em đến với buổi học trực tuyến của cô. Các em à, do tình hình dịch bệnh nên việc học của các em bị hoãn lại. Tuy nhiên không vì thế mà các em lại ngừng việc học của mình. Với các bài giảng của các thầy cô thì cô mong muốn rằng các em sẽ biết cách tự học ở nhà và có thêm nhiều kiến thức bổ ích từ các bài giảng của các thầy cô truyền đạt lại cho các em. Bây giờ, cô mời các em đến với bài học hôm nay, bài Mặt Trời Xanh Của Tôi. Các em hãy mở sách Tiếng Việt lớp 3 tập 2, trang 125. Với bài thơ này, chúng ta đọc với giọng nhẹ nhàng, vừa phải các em nhé. Bây giờ, các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài thơ này nhé. Mặt trời xanh của tôi, đã có ai lắng nghe tiếng mưa trong rừng cọ, như tiếng thác dội về, như ào ào trận gió. Đã ai lên rừng cọ giữa một buổi trưa hè, gối đầu lên thảm cỏ, nhìn trời xanh lá che. Đã có ai dậy sớm nhìn lên rừng cỏ tươi, lá xòe từng tia nắng, giống hệt như mặt trời. Rừng cỏ ơi, rừng cỏ, lá đẹp, lá ngời ngời, tôi yêu thường vẫn gọi mặt trời xanh của tôi. Bây giờ chúng ta cùng phát âm các từ khó. Cô có từ đầu tiên, rừng cỏ. Rừng cỏ, các em đọc theo cô nhé. Rừng cỏ. Từ thứ hai, trận gió. Trận gió. Từ thứ ba, buổi trưa hè. Buổi trưa hè. Và cuối cùng, từ xòe. Khi đọc, các em nhớ phát âm tròn môi. Xòe. Xòe. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại các từ này nhé. Rừng cỏ, trận gió, buổi trưa hè, xòe. Bây giờ chúng ta sẽ phân đoạn bài thơ này nhé. Các em lấy viết chì để đánh dấu từng khổ thơ. Khổ thơ thứ nhất, từ đã có ai lắng nghe đến như ào ào trận gió. Khổ thơ thứ hai, ai đã lên rừng cọ cho đến nhìn trời xanh lá che. Khổ thơ thứ ba, đã có ai dậy sớm đến giống hệt như mặt trời. Và khổ còn lại là khổ thơ thứ 4. Bây giờ các em sẽ đọc lại từng khổ thơ của bài thơ này nhé. Trong bài thơ này có từ cọ. Vậy cọ có nghĩa là gì các em? À, cọ là cây cao thuộc họ dừa, lá to, hình quạt. Đây là hình ảnh của những cây cọ. Chiếc lá cọ nhìn tròn xe giống như những chiếc quạt, phải không các em? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài. Đầu tiên, các em đọc thầm đoạn 1 và cho biết tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào. Bây giờ, các em và cô cùng nhau suy nghĩ để tìm đáp án cho câu hỏi này nhé. Chắc các em cũng đã tìm được đáp án cho câu hỏi này rồi. À, đó là tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác dội về, tiếng gió thổi ào ào. Chi tiết trong bài đó là như tiếng thác dội về, như ào ào trận gió. Đây là hình ảnh của một cái thác. Các em thấy nước chảy từ trên đầu nguồn chảy xuống rất là dữ dội. Và tiếng mưa cũng giống như vậy, phải không các em? Khi mưa lớn thì tiếng mưa nghe rất là dữ dội. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi số 2. Các em hãy đọc thầm đoạn 2 và cho biết về mùa hè rừng cọ có gì thú vị. Bây giờ các em hãy suy nghĩ. À, về mùa hè, nằm dưới rừng cọ nhìn lên, nhà thơ thấy trời xanh qua từng kẽ lá. Chi tiết trong bài là gối đầu lên thảm cỏ, nhìn trời xanh lá che. Đây là hình ảnh rừng cọ.
Tiếp theo các em sẽ đọc thầm bài và cho cô biết vì sao tác giả thấy lá cọ giống như mặt trời. Lá cọ giống như mặt trời tại vì lá cọ hình quạt, có gân lá xòe ra như các tia nắng nên tác giả thấy nó giống mặt trời. Chi tiết trong bài là lá xòe như tia nắng, giống hệt như mặt trời. Đây là hình ảnh lá cọ giống như những tia nắng các em ạ. Tiếp theo, các em hãy cho cô biết tác giả gọi lá cọ là gì? Tác giả gọi lá cọ là mặt trời xanh. Vậy các em có thích gọi lá cọ là mặt trời xanh không? Vì sao? Trong bài, tác giả gọi lá cọ là mặt trời xanh vì lá cọ nhìn giống như mặt trời và lá thì màu xanh, nhìn giống như mặt trời màu xanh đang tỏa ánh sáng. Nên trong bài thơ có câu: tôi yêu thường vẫn gọi mặt trời xanh của tôi. Qua bài thơ, em thấy tác giả thể hiện tình yêu quê hương qua hình ảnh nào? Tác giả thể hiện tình yêu quê hương của mình qua hình ảnh mặt trời xanh và những dòng thơ tả vẻ đẹp đa dạng của rừng cọ. Và đó cũng là nội dung của bài học hôm nay. Chúng ta cùng nhau nhắc lại. Nội dung ca ngợi tình yêu quê hương của tác giả qua hình ảnh mặt trời xanh và những dòng thơ tả vẻ đẹp đa dạng của rừng cọ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài thơ này nhé. Ở khổ thơ thứ nhất, các em khi đọc chúng ta sẽ nhấn giọng ở từ dội về và ào ào. Khổ thơ thứ hai, khi đọc các em nhớ nhấn giọng nhấn từ gối đầu và từ trời xanh. Ở khổ thơ thứ ba thì chúng ta sẽ nhấn giọng ở từ nhìn, từng, hệt. Và khổ thơ thứ tư thì các em sẽ nhấn giọng ở từ cỏ ơi, ngời ngời, thường, mặt trời xanh. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại bài thơ này nhé. Mặt trời xanh của tôi, đã có ai lắng nghe tiếng mưa trong rừng cọ như tiếng thác dội về, như ào ào trận gió. Đã ai lên rừng cọ giữa một buổi trưa hè, gối đầu lên thảm cỏ, nhìn trời xanh lá che. Đã có ai dậy sớm, nhìn lên rừng cỏ tươi, lá xòe từng tia nắng, giống hệt như mặt trời. Rừng cỏ ơi rừng cỏ, lá đẹp lá ngời ngời, tôi yêu thường vẫn gọi mặt trời xanh của tôi. Các em có thể học thuộc lòng bài thơ này ở nhà và rèn đọc lại bài này nhiều lần, xem lại các câu hỏi, tìm hiểu bài các em nhé. Bài học chúng ta hôm nay đã hết rồi. Cô chúc các em có một buổi học với bạn bè thật vui và đạt được nhiều kết quả tốt các em nhé. Cô xin chào.